thông qua cái kinh nghiệm mà trước đây Yến làm đám cưới bản thân Yến, thì hôm nay Yến cũng muốn chia sẻ cho mọi người cách mà cắm bông hoa cô dâu như thế nào để mà có thể tiết kiệm được chi phí, và bên cạnh đó thì mình cũng có một cái bó hoa mà theo ý thích của mình ha. Thì ở đây trên bàn là Yến đã bày ra những cái gọi là cần thiết để cho mình cắm hoa tay, cái bông cầm tay rồi. Thì cái quan trọng nhất là các bạn sẽ mua một cái cục mút như thế này ha, ở ngoài chợ hoa hồng Thị Kỷ. Thì cái cục mút này nó sẽ không có nước, thì khi mà mua về thì các bạn sẽ mua thêm cái nước chấm hoa ha. Thì Yến thấy được rằng là cái nước chấm hoa này á thì nó hiệu quả hơn là cái bột chấm hoa và nó tiết kiệm hơn cho mình ha. Thì trước khi mà Yến nói tới những cái phần còn lại á thì Yến sẽ ngâm hoa trước ha. Thì đầu tiên là mình cho trong thời gian mà cái cục mút này nó hút nước á, thì đợt này thì Yến làm cái bó hoa cầm tay này cho một người bạn thân của Yến. Thì bạn đó cũng thích màu hồng cho nên Yến lựa những cái bông màu hồng ha. Đó, bông màu hồng là để làm chính. Bên cạnh đó hoa đệm á, thì là Yến sẽ lựa những cái bó hoa cát tường. Yến lựa hai bó hoa cát tường ha. Thì hai cát tường thì nó sẽ có ba màu, là màu trắng nè, màu trắng hồng nè, với lại màu vàng như thế này, thì cắm hoa rất là đẹp. Rồi lá đệm thì Yến sẽ chọn là cỏ đinh hương ha. Cái cỏ đinh hương này rất là dễ thương. Và thêm một cái bông đệm nữa, thì cái bông này hồi nãy Yến quên hỏi tên rồi, nhưng mà Yến thấy nó cho cắm hoa đệm trong những cái kẽ hở của cái hoa cầm tay, và để mà che đi cái thân chân của Yến ở cái cầm tay này á, thì Yến sẽ sử dụng gọi là bụi trúc để mà Yến che đi cái phần ở dưới ha. Thì đầu tiên là Yến sẽ cắt bụi trúc trong thời gian chờ đợi. Hơn một xíu ha, là vừa tầm. Nếu mà dài quá thì cái hoa mình nó bị mất cân đối ha. Mặt nền này.
đầu tiên là chúng ta sẽ để một cái dòng là cát tường màu trắng xung quanh cái hoa mà lớn nhất để mà làm nổi lên cái hoa hồng ở chính giữa mà chúng ta vừa cắm ha. Thì Yến sẽ lựa cái bông cát tường này ha. Yes.
nhàng vô dùng một chút xíu. Còn dưới đây thì tại vì hoa này nó có một cái độ rũ xuống cho nên là Yến dùng để Yến che ở cái phần cục dưới đây ha, các bạn cũng đã thấy rồi. Thì bây giờ Yến sẽ dùng cỏ đen hương ha. Nhưng mà có rất là nhiều lá đệm khác nhau mà các bạn có thể thay thế ha. Thì chúc các bạn thành công.